Mình sắp làm bố. Cách đây hơn một năm, khi nghe tin từ bạn đời của mình chưa thể định hình đó là một tin vui hay một tin xấu. Đây có đúng là thời điểm tốt cho việc đón một thiên thần chào đời hay không? Trong khi mình thì lại đang loay hoay, đang đối mặt với những khó khăn và thử thách trong sự nghiệp. Mình biết rằng bản thân mình chưa sẵn sàng. Bản thân mình còn quá nhiều điều cần học hỏi. Còn có nhiều mâu thuẫn và thiếu sâu sắc trong suy nghĩ. Giờ mọi thứ lo lắng rủ nhau ùa tới. Lo lắng về kinh tế cho gia đình. Lo lắng cho sức khỏe của hai mẹ con. Lo lắng sắp xếp lại ưu tiên trong cuộc sống của mình. Lo lắng bổ sung kiến thức để sẵn sàng đồng hành cùng người bạn đời của mình. Lo lắng chữa lành cho bản thân vì không lẽ mình lại truyền tiếp cho con mình những suy nghĩ, niềm tin, sai lệch của mình hay sao? Có lo thì cũng sẽ có sợ. Mình sợ mình không đủ tốt, không có khả năng lo cho hai mẹ con một cuộc sống đầy đủ ấm no. Sợ không thể sắp xếp thứ tự ưu tiên giữa sự nghiệp và gia đình để lúc nào cũng ở bên con mỗi lúc con cần. Sợ bản thân còn nhiều khuyết điểm mà ảnh hưởng xấu tới quá trình trưởng thành của con. Mình lo lắng rất nhiều, sợ rất nhiều. Rồi cũng chính vì lo lắng nhiều quá, sợ nhiều quá mà đôi khi không kiểm soát được cảm xúc của mình, khiến cho bản thân mỗi ngày một thêm trầm cảm. Mỗi ngày càng nuôi dưỡng những lo lắng và nỗi sợ thêm lớn. Đó là cách đây một năm, nhưng giờ khác rồi các bạn ơi. Vẫn cứ lo lắng, đôi khi vẫn sợ. Nhưng mình không lẩn tránh nó nữa. Mình nhận biết là mình sợ và mình đối mặt với nó. Cuối cùng nó cũng chỉ là những điều mà bạn tưởng tượng ra có thể xảy ra trong tương lai mà thôi. Chứ hiện tại, ngay lúc này, ngay giờ đây, mình luôn ổn. Điều duy nhất tác động tới tương lai của chính mình là những việc mà mình có thể làm ngay lúc này. Ngay lúc này, bạn có suy nghĩ tích cực hay không? Có biết ơn cho những gì bạn đang có hay không? Có tập trung đầu tư tâm trí thời gian của bạn vào những mục tiêu bạn muốn có hay vào một phiên bản bạn muốn trở thành hay không? Nếu bạn ngay bây giờ không bắt đầu, thì là bao giờ? Chúng ta không thể thay đổi một điều gì theo hướng tích cực bằng việc làm những thứ ngược lại cả. Kinh tế là việc bạn có thể làm cả đời, lo cả đời. Nhưng thứ mà không mua được vẫn là tình yêu trong sáng, vẫn là niềm hạnh phúc khi nghe thấy tiếng con cười giòn tan. Mệt mỏi nào rồi cũng tan biến. Khi về tới nhà thấy con nở nụ cười tỏa nắng với mình. Khi tinh thần và tâm hồn bạn không được tưới tầm thì làm sao chúng ta hạnh phúc yêu đời được phải không? Vậy mà mình đã từng coi chuyện sắp làm bố là một tin xấu. Đúng là thiếu hiểu biết. Chúng ta luôn như vậy, luôn đánh giá một sự việc, một con người là tốt hay xấu theo bảng điểm đánh giá của chúng ta, mà bảng điểm đó hình thành từ những gì chúng ta được dạy, được trải nghiệm, được chứng kiến từ lúc chào đời cho tới giờ. Cái mà mình biết chỉ là một góc nhỏ của thế giới, của sự thật mà mình lúc nào cũng nghĩ mình biết đủ rồi. Rồi mình đánh giá cái này đúng, cái kia xấu, cứ như thể mình đang vận hành nhân quả của thế giới này vậy. Nếu ai đó hỏi mình thì mình sẽ mong cho tất cả chúng ta sẽ đều có may mắn được trải nghiệm làm cha, làm mẹ. Sẽ chẳng có ai trong sáng với bạn như vậy. Sẽ chẳng có ai chân thành với bạn như vậy. Sẽ chẳng có ai yêu thương bạn vô điều kiện tới như vậy. Bạn ấy đói là bạn ấy gọi. Chờ lâu quá không được ăn thì bạn ấy khóc. Nhưng đang khóc mà được cho ăn thì lẽ cười ngay được. Bạn ấy chả che giấu cảm xúc của mình. Chả phải giả vờ là mình ổn như chúng ta đâu. Bạn ấy yêu mình mà chả cần mình phải có nhiều tiền. Chả phải có nhà đẹp, xe đẹp. Chả cần mình đẹp trai đâu. Bạn ấy yêu mình vì bạn cảm nhận được mình lúc nào cũng yêu bạn. Muốn bảo vệ, che chở cho bạn. Muốn cố gắng làm mọi thứ tốt nhất cho bạn. Chỉ cần đi làm về mình chơi trốn tìm, bò khắp nhà chơi đồ chơi với bạn, bế bạn đi ngắm cây cỏ thiên nhiên, tâm sự với bạn như hai người đàn ông, tôn trọng những cảm xúc của con. Thế là chúng ta thành best friend rồi. Với mình, món quà tốt đẹp nhất mà mình có thể trao tặng cho con đó là cho con luôn được là chính mình, hiểu và tôn trọng những cảm xúc suy nghĩ của con. Là người bạn đồng hành cùng con mỗi lúc con đối mặt với thử thách của bản thân,
giúp con phát triển thế mạnh của mình. Đừng áp đặt lên con những gì bản thân còn không làm được. Muốn con thế nào thì mình phải làm được điều đó cho con thấy đã. Không cần ép buộc, con thấy mình làm được và con sẽ tự làm theo. Ngược lại, từ khi con chào đời, con dạy cho mình rất nhiều điều bổ ích. Con dạy mình thế nào mới là tình yêu trong sáng. Con dạy mình sự kiên nhẫn. Con dạy mình cách sống ở ngay hiện tại, chứ không miên man ở quá khứ hay lo lắng mơ hồ về tương lai. Con giúp mình phát hiện được thêm những vết thương sâu thẳm trong nội tâm mà mình cần quan sát và buông xả. Con đến thế giới này thực ra để yêu thương và chữa lành cho mình. Biết ơn các con nhiều lắm. Cảm ơn các bạn đã đọc tới những dòng cuối này. Cảm ơn vì luôn quan tâm tới những tâm sự của mình. Bài viết này như mọi khi chỉ mang tính chất lan tỏa và chia sẻ những điều tích cực, đồng thời cũng là để nhắc nhở chính bản thân mình, lấy lại cân bằng cho chính cuộc sống của bản thân. Ai cũng chỉ có một lần được làm trẻ con, được làm học sinh, được làm người lớn và được làm cha mẹ. Thế nên hãy cùng mình cân bằng lại cuộc sống các bạn nhé. Mình hứa sẽ luôn hoàn thiện bản thân, chia sẻ thêm những điều tích cực. Âm nhạc và nhật ký sắp tới sẽ có thêm những màu sắc chân thành và lãng mạn với Derek và Mian. Chúc cả nhà thật nhiều tình yêu và sức khỏe. Hẹn gặp lại các bạn trong trang nhật ký sau. Bye bye!